Hai vô, xin chào tất cả mọi người. Ở tập trước thì mình mặc cái bộ đồ khủng long này đúng không? Trời ơi, khủng long to bự. Bây giờ mình sẽ đổi đồ nha. Rồi rồi rồi, đổi cái bộ đồ khác xem nhân phẩm coi. Hôm nay thì chắc là có lẽ là mình sẽ đổi bộ đồ cá mập nha. Đâu đâu đâu, đâu rồi? Lướt xuống, bữa mình mới thấy bộ đồ cá mập tôi đang có luôn. Đây rồi, đây nha mọi người. Ủa cá voi, lộn lộn rồi, cá voi to bự, siêu bự luôn. Vô là mình xâm chiếm zombie nha. Vô mình đánh bại zombie mọi người. Cho zombie tìm quán gà chơi. Chuyện này tới công chuyện rồi. Ơi ơi, có một bạn kêu mình, nhưng mà nãy mình thả tim cho bạn nói rồi nha. Mới vô mà bắt gặp tôi hay ghê ha. Rồi vô, trời ơi. Hôm qua là mình vô cái map gặp phim này, hôm nay vô nữa các bạn à. Nhưng mà hôm qua là mặc đồ khủng long, còn hôm nay mặc đồ cá voi. Siêu to bự luôn. Trời ơi, trời ơi, trời. Hôm qua làm như bị tím không, không biết hôm nay có làm như bị tím không nữa. Chắc là không có hên gì đâu ha. Rồi ai trốn trốn đi. Rồi cái map này nguy hiểm lắm mọi người. Trời ơi, rất là nhiều gốc lắc luôn, lạng quạng không thắng được đâu. Mà mọi người chơi cũng khá là thông minh nữa. Ok, tôi tới giờ tôi đi trốn. Ơi, oh my god. Trời ơi, sao tôi làm zombie đó? Này thì không chịu trốn. Kêu người ta trốn không chịu trốn. What the hell? Sao cái map này tôi biết làm zombie tím nữa rồi? Đỉnh mệnh vô. Nãy thấy mấy đứa đi đâu mất tiêu rồi. Nãy thấy hai đứa trốn ở đây. À, biến hình, biến hình. Cái ghế. Ui, trời ơi. Trời ơi, tưởng cái ghế bên này. Hai đứa luôn mọi người, mất tiêu rồi. Ơi. Rồi, hai là tôi quấn gà rồi. Ủa đâu rồi mấy đứa? À quay lại nha. Cái bàn này. Này có không? Ủa một đứa nữa đâu? Một đứa nữa đâu rồi? Nó đi đường nào mà nhanh dữ mọi người. À rồi rồi trái tim. Trời. Rồi ôi. Nhanh tay nữa là được mấy kêu rồi. Nhanh tay nữa là được 3 kêu rồi. Mà thanh niên kia cào trước mình rồi. Kia la vô vô đây. Xem khúc này là hơi bị fair play nha. Là mình không có biết mọi người trốn ở đâu luôn. Ôi ôi, cố lên, ngay đây có trái tim hả? Ở đâu ta? Lạng quạng là thua đấy mọi người. Trời ơi, cái map này là rất là nhiều chỗ trốn luôn. Lạng quạng là thua. Đâu nhờ? Ủa khúc trên này có trái tim. Rồi, cái ghế. Cướp hà. Hờn quá bạn ơi. Ôi trời ơi, chạy cơ. Trời ơi, có tầng rùm rịch, may quá, dí theo. Đâu rồi, nè. Chạy thôi cho thoát nè. May quá, cảm ơn bạn có tật rụt địch. Còn một phút nữa hai đứa các bạn ơi. Nãy giờ bắt được 4 đứa rồi, còn hai đứa nữa. Cứu tôi. Không thể để thua nha. Hôm qua thua một lần rồi. Còn một người cuối cùng. Trời ơi, hai đứa này đâu mọi người? Hai đứa ở đâu rồi? Lú ra lẹ lẹ. À rồi, có trái tim. Rồi, chết tôi. Không biết là nằm ở đâu luôn. Trời ơi, đâu nha mọi người, cứu tôi. Chỗ này nghi. Thử cào sản nha. Ý, trời ơi, tôi cào sản luôn. Rồi, thanh niên cứu tật cho mình. Này thì giật mình. Hên quá hên rồi, nhiều thanh niên có tật rụt rịch anh em. Không thôi là đứng yên là tôi đâu có thấy đâu đúng không? Ôi, may dữ thần trời. Tính ra tôi cào hết luôn trừ một bạn kia. Vậy tôi mấy kêu ta? Hình như là 6 kêu không mọi người, một mình tôi xử hết. Trời ơi, coi bộ là mặc cái bộ đồ cá voi này khá là hên luôn. Tiếp theo, trời ơi, trường học hả? Hôm nay là tôi sẽ bật công tắc lên cho mọi người, tôi chơi hết 500% công lực luôn. Nha anh em, mặc cái bộ đồ cá voi này, đó tôi chỉnh mát ánh sáng lên rồi. Tới công chuyện nha. Rồi cho mọi người trốn đi. Cho đứng trên đầu tôi vậy. Cha này. Trời ơi, đứa nào đứng trên đầu mình các bạn làm xui gũi luôn nè. Xu cà na luôn nè. Đứng lên là biết xu rồi đó. Sao không trốn đi ba, tự nhiên đi theo tôi hoài vậy. Trời ơi, trốn đi má. 3 giây nữa thôi, rồi. Ý, hên. Không biến thành zombie tím rồi. Đấy nè, mình sẽ chơi, mình thắng cho mọi người coi. Rồi, đây. Map này là cũng chỗ trốn góc lắc rất là nhiều mà nó rất là rộng luôn nha. Ok la, trời ơi, hôm nay để Diên thể hiện. Chua choa. Thanh niên này cứ đi theo mình hoài nha, cọc vậy đó nha. Không lo trốn mà đi theo mình hoài luôn đó. Và hổm giờ là mình cũng đã nhận được rất là nhiều lời tỉ thí của mọi người. Đó, yên tâm, tôi sẽ solo từng người một nha. Ghê quá, trời ơi, nghe nói tới solo là sợ đấy nha. Và mình chỉ solo với những bạn chơi thật sự thôi nha mọi người. Chứ có nhiều bạn chơi rất là kỳ cục kẹo nha. Gài kèo tôi xong rồi vô bật hắt đó nha. Trời ơi, tôi biết hết đó. Qua đây.
lại đi theo mình nữa. Quái thật, hôm nay Duyên có một cái đuôi theo sao rồi. Duyên một đuôi rồi mọi người ơi. Qua đây qua đây. Hồi nãy rồi các bạn thấy là 4 zombie rồi đúng không? Trò này mình đi mà mình đi chạy bộ một cái thôi là đuối luôn á. Rất là nhiều căn phòng nha. Ơi 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 trời ơi. Ơi 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 ơi, đâu có dấu hiệu mọi người. Trời ơi, đâu hả? Mình đứng xa lắm hả? Ủa, đứng xa zombie lắm mà vẫn có dấu hiệu ta. Ấu ma vậy? Qua đây qua đây qua đây. Rồi, ở đây mất dấu hiệu rồi. Ủa, con zombie ở đâu mà có dấu hiệu ta? Hình như nó ở trong toilet đúng không mọi người? Nó qua tới, nó qua tới, nó qua tới. Từ 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 từ. Giọt lẹ, giọt lẹ. Anh ơi, tha em sai rồi. Ê, trời ơi, ở đâu? Trời ơi, con Linh Thư các bạn ơi, làm mình hú hồn cho bén. Trời ơi, cứu tôi siêu mi nghe. Qua đây, giọt qua, giọt lẹ. vô đây, đó. Đi vào phòng các bạn. Đi vào phòng nha, đứng ở đây là bên ngoài vẫn còn tín hiệu. Đây quan sát, đứng đây quan sát. Mà cái góc này nó thấp quá, không quan sát được hết. Ngồi. Trùm cuối rồi anh em à, trùm cuối rồi. Tôi đang quan sát 7 con zombie, 7 con linh thư nha. Một con đi qua mà sao nó không có tín hiệu. Ơi, ôi, giọt. Giọt ra ngoài, biến thành cái nè. Chính ngay nữa thôi, Winnie. Ôi, lại là trùm cuối, mọi người thấy ghê chưa? Bla win. Quá easy game. Trời ơi, win cái trò này là chuyện siêu dễ mọi người. Tôi lại là chùm cuối rồi. Ghê không. Anh nếu mình thấy hay đừng quên lại một like nha mọi người. Map tiếp theo của chúng ta siêu thị lớn. Và các bạn, nếu mà các bạn nào mà theo dõi mình lâu á, các bạn có thể thấy là nhiều lần mình chơi map siêu thị lớn này rồi. Và không trốn góc lắc luôn. Đó, vẫn làm chùm cuối mọi người. Thậm chí là chơi chung mấy bạn bè luôn, nhưng mà vẫn làm chùm cuối. Ốp là le. Thì hôm nay mình sẽ chơi lại cho mọi người xem nè. Mặc bộ đồ con cá voi này nha. Đó, mỗi tập đều là mới nha mọi người, chứ mình không có quay lại clip cũ đâu nha. Rồi, đi thôi, tiếp tục. Trời ơi, bán này quen thuộc. Chắc là kỳ này tôi phải chạy nhảy như lớp đây. Phải chạy nhảy không mọi người? Nãy tạm thời đứng ở đây giả bộ nha. Trời ơi, phải tìm cách chạy nhảy đó mọi người. Chơi là nhiều lúc rung lắm nha. Từ từ mới đầu vô mình cứ bình tĩnh anh em à. Rồi biến thành một cây cột siêu to khổng lồ luôn à. Một bạn bị cào đúng không? Mình cứ quan sát tình hình thôi. Đứng đây. Nhiều zombie quá à, để xem là tôi sẽ chạy đường nào để thoát. Rồi tôi cũng run lắm mọi người, không biết đi đường nào luôn. Tùy tình huống mình ứng biến thôi nha. Quan sát zombie thôi. Trời ơi, mấy zombie nó đi qua trái, đi qua phải, lia lịa luôn. Trời ơi, cứu tôi. Ở đâu nó xuất hiện nha mọi người? Ôi ơi, em xin anh ơi. Trời ơi, qua đây. Tạm thời mất tín hiệu cái đó. Trời ơi, em xin anh ơi. Trời ơi, thấy tôi rồi. Thấy bà tôi rồi. Cứu tôi. Trời ơi, dễ dàng. Tăng. Chiến này chuẩn bị bật nhạc pin hao nhảy nè. Lòn qua đây mọi người, không nhảy nhiều. Nói chứ mình không nhảy nhiều đâu nha. Trừ những trường hợp khẩn cấp thôi. Ơi, qua đây. Cướp hà trở lại cho chúng tìm nữa rồi. Chúng tìm. Trời ơi. Trời ơi, dùm mày ơi. Ê, không, qua đây. Lại là trốn tiền nữa. Ê, trời ơi, hai đứa luôn, qua đây nha mọi người. Anh ơi, tha em. Rồi, chống mặt rồi. Thoát nạn, trời ơi. Ê, trời ơi. Má ơi, cứu tôi. Chết, bóp người ta, nhưng bây giờ đuổi tôi coi. Rồi, thôi mọi người ơi, 7 giây nữa, thoát nạn. Quá trời căng não rồi, trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới cho zombie. Ý, win. Rung luôn mọi người, quá trời rồi, tay tôi đổ mồ hôi nữa. Win rồi nha, trời ơi. Tôi nói hay chưa, hôm nay là tôi sẽ làm trùm zombie. Ok, nếu các bạn hay, đừng quên lại cho mình một like, đăng ký kênh. Bye bye mọi người.